Thiên sứ sáu cánh. Chính là dòng máu thiên sứ sáu cánh, hàng nghìn năm mới có một thiên tài. Sức mạnh khổng lồ này sẽ đi cùng với một ràng buộc khắc nghiệt. Về sau, sự cố gắng của đứa trẻ này sẽ phải gấp đôi, gấp ba người thường. Chỉ mong nó có thể vượt qua. Trong huyết chiến trường kỳ giữa thiên sứ và quỷ dữ, sự ra đời của một thiên sứ hùng mạnh là điều mà tất cả thiên thần mong chờ. Một cách thầm lặng, Lothrien được gửi gắm kỳ vọng bởi hội đồng trưởng lão thiên sứ. Họ không ngừng quan sát Lothrien từ xa, mong chờ nàng bộc lộ thiên phú xuất chúng của mình. Nhưng ngày tháng trôi mau, Lothrien trưởng thành mà không hề bộc phát được chút tài năng nào. Thậm chí khi tuổi 18 gần kề, so với đám bạn cùng lứa, nàng bị coi là phế vật. Bởi lẽ nàng là thiên sứ duy nhất trong gia tộc bị sợ độ cao. Một thiên sứ không thể bay, một trò cười. Dù nàng luôn cảm thấy mặc cảm về sự vô dụng của bản thân, Angelo tiểu thiên sứ vẫn luôn ở cạnh nàng như một người bạn trung thành. Em luôn tin vào chị, đừng bao giờ mất niềm tin vào chính mình, cậu nói. Một thiên sứ không thể bay, như vậy có khác gì phàm nhân, nàng nghĩ. Đúng lúc đó, một con cự quỷ bất ngờ trồi lên từ đáy vực hỗn loạn, tấn công chỗ Angelo và Lothrien đang ngồi. Angelo bị con quỷ lôi tuột xuống vực. Lothrien nhìn xuống vực sâu hùng hút. Nàng tự trách bản thân vô dụng, khiến người bạn thân nhất của mình rơi vào hiểm nguy. Nỗi sợ độ cao và sức mạnh khủng khiếp của con cự quỷ dưới đó khiến nàng chùn bước, không dám lao xuống cứu bạn mình. Ta có thể làm gì với sự vô dụng của mình? Nhưng nếu không dám làm, dù chỉ một lần, cuộc đời ta sẽ mãi mãi hối hận với sự hèn nhát đó. Nàng lao xuống, bất chấp đôi chân run rẩy và đôi cánh vụng về. Đang từ nhắm nghiền, đôi mắt nàng mở to và nhìn thẳng vào bóng tối hun hút. Đôi cánh dần dang rộng, và lần đầu tiên nàng có được cảm giác bay. Dẹp nỗi sợ độ cao sang một bên, điều duy nhất nàng nghĩ tới lúc này là cứu bạn. Từ hai cánh, sau lưng nàng bỗng hiện thành sáu cánh sáng rực, xua tan đêm đen của vực sâu. Cuộc chiến giữa nàng và cự quỷ diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm. Khe đất hỗn loạn rung chuyển, làn sóng sức mạnh tỏa ra khắp nơi. Và rồi cuối cùng, trước quảng trường lớn nơi thiên giới, thiên sứ sáu cánh Lothrien hạ xuống, trên tay bế Angelo. Sừng của cự quỷ được treo như một chiến lợi phẩm đầy kiêu hãnh sau lưng nàng. Giờ đây họ xưng tụng ta là thiên tài thay vì thứ vô dụng của vài ngày trước. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta nhận ra, để vươn tới những điều lớn lao hơn, cần dũng cảm vượt qua những nỗi sợ giới hạn mình. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.